trong ký ức của mình nó đã nhầm lẫn với một hình sân bay khác, đó là số 16. Sau khi kiểm tra trước của mình thì mình đã nhận ra nó không phải là số 16 mà mình đã gạch đi. Siêu trí tuệ Việt Nam. Tôi nghĩ là tất cả các bạn chúng ta ở đây đã rất là ấn tượng với màn trình diễn này rồi. Nhưng mà tôi muốn tăng độ khó của thử thách lần này lên nữa. Không biết là Diệu Linh sẽ có chấp nhận hay không. Ta sẽ thay những con số bằng các cái mã của hệ thống hàng không dân dụng quốc tế, mã ICAO. Oh my god. Chúng ta sẽ xem là có thể gây khó cho ứng viên của chúng ta ngày hôm nay hay không. Không ảnh hưởng gì đến cái kết quả rồi, kết quả vâng, đã vâng, đây đây chỉ là vâng. Cái điều mà đưa thêm và đây sẽ để là cái tiêu chí để nhận xét về độ khó mà thử thách Diệu Linh sẽ mang lại, cũng là cơ hội để Diệu Linh chứng minh năng lực của mình cho mọi người. Cố lên con. Diệu Linh cố lên, Diệu Linh cố lên. Xin được cảm ơn anh Thành Nam với lời đề nghị đó. Cái mã ICAO nó là một cái mã đặt cho từng cái sân bay quốc tế có 4 chữ cái. Cái chữ đầu là mã của khu vực Nam Á, Đông Á, Tây Phi vân vân. Ví dụ vậy. Cái chữ thứ hai là tên quốc gia, ví dụ Việt Nam chúng ta là V. Và hai cái chữ cuối cùng là tên của sân bay, ví dụ Tân Sơn Nhất thì là TN. Và nếu như sân bay nào trùng tên thì người ta có thể thay đổi và ưu tiên cái tên cho cái sân bay lớn hơn. Như vậy thì hiện nay có tới gần hơn 44.000 cái mã ICAO như vậy. Đúng là độ khó tăng lên khủng khiếp nha quý vị. Và tôi sẽ báo lại một lần nữa để khẳng định lại với anh Sâm và quý vị được rõ. Đây là 100 bức ảnh đã được ghi lại một cách ngẫu nhiên trong số 44.000 sân bay trên toàn thế giới. Diệu Linh, em có chấp nhận khiêu chiến không em? Thực sự thì em thấy thử thách này khá là khó, có thể nói là rất khó, nhưng em tin rằng giới hạn ghi nhớ của não bộ của em không chỉ dừng lại ở đây. Siêu trí tuệ trả lời có khác. Mời trợ lý khoa học, chúng ta search lại cái mã ICAO của từng sân bay có trên này. Đây đến thử thách thứ hai thì khả năng chính xác của mình nghĩ chỉ còn khoảng 70-80%. Và hiện nay chúng tôi đã niêm yết lên trên tấm hình. Nhiệm vụ của em là bây giờ sẽ đi một vòng học lại từ đầu. Mời em. Bắt đầu. Đang quá ác luôn. Mình đã thấy cái số thứ tự nó đã quá là nhiều cái để mà phải ghi nhớ trong đầu trong cái thời gian ngắn như vậy rồi, trong cái môi trường như vậy rồi, bây giờ còn thay đổi bằng mã nữa. Mà mã thì nó sẽ khó hơn số rất là nhiều. Số thì bạn còn biết là thứ tự 1, 2, 3, 4, 5. Còn cái mã nó đâu có bất kỳ một cái thứ tự nào đâu, nó chỉ có duy nhất một vấn đề là em phải ghi nhớ thôi. Thì làm sao mà có thể là ghi nhớ được nếu như họ không có một cái bộ óc nó khác chúng ta? Tôi nghĩ rằng cái nếp nhăn của họ có nhiều hơn chúng ta rất nhiều lần. So với thử thách đầu tiên thì thử thách thứ hai, cái độ khó nó từng nghĩ là phải trên 5 bậc. Bé này có một cái khả năng tưởng tượng rất là cao và rất là nhanh. Cũng cùng trên một cái dữ liệu đó, bạn phải xóa hết mọi dữ liệu và bạn phải tạo ra một cái dòng dữ liệu mới, 200 câu chuyện thú vị khác nhau và rất vô lý để có thể nhớ được thông tin.
em đã ghi nhớ xong rồi ạ. Hoàn thành được các bạn ơi. Cái thời gian giao lưu mà nó có hơi lâu, nó có ảnh hưởng đến cái trí nhớ của em không? Dạ, thực sự là trí nhớ này của em có thể tồn tại và lưu trữ thông tin trong vòng vài giờ một ngày, và có thể là lâu là một tuần, nên không thể quên liền được. Nếu mà quên liền thì không phải là ghi nhớ à. Xuất sắc. Wow. Thưa quý vị, bây giờ mới ghê nè. Em chỉ cần làm 2 lần thôi mà 1 lần chuẩn là coi như em thắng. Ok. Anh Nam, anh muốn gì nữa? Vâng, nhưng mà tôi cũng muốn bổ sung thêm một chút thôi. Nữa hả? Để nếu mà một số khán giả lại nghi ngờ rằng là Diệu Linh có thể là nhớ được vị trí của các cái bức tranh hoặc là sân bay này, cho nên là tôi sẽ đề nghị các trợ lý khoa học sẽ đảo giúp tôi mã ai cao và sân bay theo các cái vị trí xáo trộn khác đi, để Diệu Linh có thể là nhận ra được những cái bức hình hoặc là theo yêu cầu của khán giả. Thưa anh ơi. Trời ơi, vậy là khó lắm đó anh. Thiệt á. Đúng, rất khó. Anh hỏi em có dám chấp nhận lời thử thách của anh Nam hay không? Em chấp nhận. Nếu em đã chấp nhận, xin mời bộ phận trộm lông cáo phụng bắt đầu. Quý vị và các bạn thân mến, điều này có nghĩa là gì? Một chốc nữa, chúng tôi sẽ phát cho bạn một tấm bảng. Bạn sẽ viết cái mã iCal mà bạn cần tìm. Cô bé sẽ dựa vào cái mã đó tìm đúng tấm hình của cái mã iCal tương ứng. Vậy mới ghê. Và quan trọng hơn hết là những cái hình này khi được xáo trộn không biết có ảnh hưởng tới cái bố cục chung mà em ấy đã để trong đầu hay không. Tôi nghĩ thế là đủ rồi. Xong rồi. Tôi nghĩ thế là thôi đủ rồi. Rồi. Bản thân tôi đã thấy chóng mặt. Ok. Anh mời bé che mắt lại. Một lần nữa, xin mời nhà báo Lê Văn Sâm chọn giùm chúng tôi một mã iCal đã được niêm yết sẵn. Xin mời anh. Xin cảm ơn anh. Kết quả tôi đã cầm trên tay. Bây giờ chúng ta giấu mã iCal. Xin mời. Đi tìm cái hình đúng vị trí thôi nó đã khó, mà cái hình nó đã được đảo vị trí. Như vậy thì cái bố cục mà bạn vẽ ra trong đầu sẽ phải thay đổi hoàn toàn. Gì? Là thiết lập lại một cái hệ thống dữ liệu thiết mới. Thiết lập lại một cái dữ liệu mới cho mình. Em hơi quan ngại về anh đấy anh Nam ạ. À. Đưa ra thử thách dễ sợ quá. Em ơi, mời em. Thưa quý vị, mã iCal mà chúng ta cần em tìm là Bạn ấy hầu như là chỉ cần đưa hình và biết liền luôn là nó nằm ở vị trí nào. Ngoài cái chuyện là cái trí thông minh, cái trí nhớ tuyệt vượt trội của bạn ấy thì còn có cái sự tự tin, cái bản lĩnh rất là tốt. Diệu Linh là một người thực sự rất là bản lĩnh. Mình không anh nhớ. Chơi ác quá. Anh chơi ác quý quá. Vị người ra đề thi không còn nhớ cái tấm hình đang nằm ở đâu. Không nhớ. Mà nếu mà cô bé này cô mà tìm mà chính xác nha. Tự vã vào mặt vì là cho bạn
Tại sao cho ba? Tại sao cho ba? Xác nhận bước này à? Em chọn bước này đúng không? Dạ. Thưa quý vị, Mã Ai Khao mà nhà báo Lê Văn Sâm đã lựa chọn cho em đó tìm là, và Mã Ai Khao mà cô bé đã tìm tương ứng với bức ảnh của sân bay là, trời, tiếc, thực sự là rất là tiếc khi mà Linh chưa có vượt qua được lần đầu tiên dưới áp lực của khán giả lúc đó nè, rồi khắp áp lực sân khấu, rồi đèn đóm, tất cả mọi thứ nó làm cho người ta phân tâm chứ. Mình đã sai bởi vì mình đã quá chủ quan, mình đã không kiểm tra lại, cũng có hơi buồn một chút. Thất bại lần thứ nhất, mời em tiếp tục lần thứ hai. Em còn một cơ hội, xin mời. Bây giờ cho chính anh Nam đi. Đúng anh rồi. Nam. Người ra đề. Nhưng mà tôi tin là Diệu Linh sẽ làm được. Em cũng tin là bạn ấy sẽ làm được. Em tin. Thưa quý vị, vỗ tay cổ vũ cho cô bé. Anh Nam đã chọn bước này. Rồi. Quý vị hãy nhìn cho rõ. Nói đây. Xin cảm ơn anh Nam. Và mời em. Bạn anh cầm, nhìn và đi ngay lập tức, bỏ cái tờ giấy và đi xuống ngay lập tức ra khỏi chỗ ngồi của bạn ấy trong vòng có 2-3 giây gì đó. Một cái sự dứt khoát ở đó mà đồng thời có một chút xíu gọi là hiếu chiến. Cô bé nhanh hơn lần trước. Lần đầu tiên thất bại, Diệu Linh vẫn còn cơ hội để chinh phục thử thách của giám khảo khoa học đưa ra. Xác nhận bước này ạ. Kết quả có như tất cả mong đợi. Đón xem Siêu Trí Tuệ Việt Nam lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh Vi Giải Trí.